Không lẽ đó là người của ông cha chúa? Ông ta đang tìm cách để trừ khử tôi. Giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Bình tĩnh đi, bám cho chặt vào. Cô bình tĩnh đi, tôi sắp tới rồi. Cô xuống chờ tôi nha. Được rồi. Cô ta đi tìm sạc sao? Đúng vậy. Và chiếc xe tới đó sai cũng chính là chiếc xe đem qua. Cứ tiếp tục theo dõi bọn chúng rồi báo lại cho tao biết. Bây giờ tao sẽ tới ngay. Cho chặt vào. Tôi sẽ nhắn tin chỉ đường cho cô. Được rồi. Alo. Cô ta đã phát hiện ra tôi rồi. Mau bám theo nó. Tao muốn biết chỗ tụi thằng sạc đang trốn. Để tôi gửi địa chỉ. Nhanh ra. Get the thing.